Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trái tim của robot, Sam ơi Sam là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Thương Sam đến ngày mai, ố dè ố dè. Trái tim của robot, robot em ơi em là ai? Không cần lên dây cót, yeah. Bên em đến ngày mai. Rồi ông, thấy tôi rap hay chưa? Xạo, bị đặt hang tạ tình, ngồi là cơm chó đồ hang. Bữa nay thương tôi đồ hang, thường thường có nói gì đâu, thường thường có thương Sam đâu. Bây giờ bị đặt không nói chào thương Ủa? Sam. Trời ơi, tôi là tôi đang rap cái bài rap của tôi mà, cái bài trái tim robot, chứ tôi đâu có nói là tôi đâu có thả cơm chó đâu. Rõ ràng là tôi đang rap mà, đúng không các bạn? À, mấy bạn có ai mà thích cái bài rap mà trái tim robot của mình không? Bạn nào thích cái bài rap đó không thì hãy nhớ bình luận lại xuống bên dưới cho Phong biết nha. Thì nếu như mà nhiều bạn thích bài rap đó thì sắp tới Phong sẽ viết full bài rap đó để rap cho bạn nghe nha. À ok thôi, nãy giờ thả cơm chó nhiều rồi, giờ chào bạn nè. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Tuấn TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Hello hello. Và dạo này các bạn khỏe không? Chứ Phong là Phong rất là khỏe luôn nha các bạn nha. Đó, bạn nhìn là Phong khỏe nổi mà giờ Phong phải gọi là đi khám bác sĩ luôn nằm, bạn ơi. Nằm bệnh viện luôn, khỏe quá nằm bệnh viện luôn Phong ơi. Đúng rồi, khỏe ghê á. Khỏe đến nỗi mà nằm một đống ở bệnh viện luôn bạn ơi đó. Thôi, mình giỡn với bạn thôi chứ thật ra hôm nay các bạn đang thấy nè, đó, đằng sau lưng của mình chính là một gì ta? Phong cận siêu to khổng lồ. Còn đằng trước này đó chính là một Phong cận và một Sammy bé tí hon các bạn ơi. Đấy. Thì chắc các bạn đọc tiêu đề bạn cũng biết hôm nay mình và Sammy sẽ làm gì rồi, đúng không? À, đúng rồi. Hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình sẽ thử chui vô trong trái tim của Phong cận để xem coi bên trong trái tim Phong cận có gì nha các bạn nha. À. Tôi cũng thích Phong biết trong trái tim ông có gì ta. À, có gì hả? Suy nghĩ. Tất nhiên không là biết. Trong trái tim của tôi là phải có trái tim rồi. Nói chuyện hơi dữ quá. Thôi, nói chung á là lần trước á bọn mình đã làm một cái video bên kênh của Sammy, đó chính là đi vào trong trái tim của Sammy để coi bên trong trái tim Sammy có gì. Thì mấy bạn rất là thích cái video đó luôn. Và bạn kêu rằng là không biết trái tim anh Phong có gì ha. Cho nên hôm nay để gọi là giải đáp cái thắc mắc của bạn, cho nên hôm nay mình và Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau chui vô trong gọi là trái tim của Phong cận để xem coi bên trong trái tim Phong cận có gì nha bạn nha. Và trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì Sammy à, Sammy đã sẵn sàng chưa? Rất sẵn sàng luôn. Ok rồi, sẵn sàng đúng không? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chui vào trong trái tim của Phong coi bên trong trái tim Phong có gì nha. Ok. Ông ơi, chui sao Phong? Bây giờ không có cái độ để đi vô, giờ sao mày nhảy vô? Thôi, tất nhiên là bây giờ mình phải nhảy vô trong cái miệng rồi đó, xong mình từ trong cái miệng hiểu không? Trước. Mình chui để vô. Tôi có kinh nghiệm trước hiểu không? Tôi này tôi nhảy nhiều rồi, nhìn nào. Ok đâu. 2 3. Ủa chưa. Quên, lỗi. 1 nè, 2 nè, 3. Trời ơi, rồi xong nhảy sao nhảy. Ủa? nhảy té xuống dưới luôn. Trời ơi. Coi tôi nè, nhảy thì phải. Cho tôi nhấc đây, cho tôi nhấc đi những gái nhấc đây. Trời ơi, rồi bây giờ lần nữa nha. 3. Ê, cái gì sao mà chui vô trong áo tôi? Tính là phải chui trong cái miệng thì mới chui trong bụng mới vô trái tim được chứ bà nội. Rồi ơi, làm lại nè. Trời ơi, sao mới rắc rối quá. Nhanh. Rồi, cho mấy bạn chờ nè. 2 3. Rồi ok. Ôi, mà hình như hồi sáng nay xin lỗi nha, hồi sáng nay tôi quên đánh răng hay sao á. Hồi sáng nay ăn bún đậu mắm tôm quên đánh răng sao rồi. À ơi, có sao đâu, chờ Phong vô nè. Ok, để xem coi trái tim Phong có gì nha bạn nha. Let's go. Ok mấy bạn ơi. Và cuối cùng thì mình cũng đã chui được vào trong trái tim của mình rồi bạn ạ. À, đây bạn thấy không, một trái tim màu đỏ. Trái tim màu đỏ thì sao? Trái tim màu đỏ chứng tỏ yêu fan. Đó. Ghê không? Bữa nay còn thả đánh fan đó bộ. Ok bạn ơi, và như lần trước ấy, thì chắc bạn cũng nhớ rằng là mình với lại Sam sau khi vào trong trái tim của Sammy thì bọn mình cũng đã đến được một cái chỗ như thế này nè bạn. Đó, một cái đường trái tim như thế này nè. Và bây giờ thì mình vô trong cái trái tim của mình thì cũng y hệt vậy luôn bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài xem thử coi nha.
Vậy tim ông có gì không? Để coi. Sam ơi nhìn nè, đây trái tim của tôi nó cũng chia ra làm hai nha, làm hai bên nè. Một hai bên là nhân, hiểu không? Đúng rồi. Một bên là những điều mà tôi thích nè, và một bên là những điều mà tôi không thích. Ok, y hệt như Sammy luôn bạn ơi. Nhưng mà sao? Sammy với lại mấy bạn fan có tò mò là tôi thích cái gì và tôi không thích gì không? Tò mò không? Có, trời ơi trời, tôi không biết ông thích cái gì luôn ngoài ăn. Chứ tôi chỉ biết ông thích ăn ông à, chứ không biết okay. Làm gì đâu. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa Sam với lại tất cả bạn fan cùng đi xem coi Phong thích cái gì nha. Ok rồi, đầu tiên là bên là rồi, đầu tiên là bên chỗ mà Phong thích cái gì nè, chú vô. Wow, hero team. Ôi ôi bạn ơi, y hệt như Sammy luôn nha. Lần trước á Sammy cũng gọi là chui vô trong trái tim á thì cũng gọi là có hero team đầu tiên đó bạn, thì mình cũng y hệt vậy luôn đó. Nhưng mà mình đầu tư hơn Sam xíu là mình có thêm cái logo hero team chỗ này. Ôi, trong team ông nhìn xịn nhỏ, trời team mà cũng có team xịn với team không xịn luôn à. Đúng rồi. Thì tất nhiên ở trong hero team thì sẽ có tất cả các thành viên của hero team đang đứng ở chỗ này nè bạn đó, từ Mr. Dịch Kyron, Không Cận, Siro nè, rồi bên đây là mấy bạn nữ nè. Camui nè, Simmy, Sammy với lại là Mimi nữa bạn. Đấy, tất cả các thành viên của Hero Team luôn. Quá là đẹp luôn bạn ơi. Ok, đấy, thì nói chung là trái tim đầu tiên thì chính là Hero Team mọi người ạ. Tại sao? Tại vì đây là team của mình thì mình phải yêu team mình thôi chứ sao, đúng không? Ok, rồi đi tiếp sao ơi. Rồi tiếp theo. Ôi trời, quá đẹp luôn á. Thật sự là mình cũng rất là hồi hộp luôn bạn ơi. Mình không biết gọi là cái ngăn tiếp theo của trái tim mình sẽ là gì đây. Để mình xem thử nha. Ui sao mày, sao tôi thấy bên kia đông quá vậy Sam? Cái gì mà đông người dữ vậy? Trời ơi, có khi nào là gì ta? Có yêu quái bên trong? Ủa ông thích yêu quái zombie hả? Cái gì vậy? Lao lao cái gì mà yêu quái zombie vậy bà nội? Người. Nhiều người. Ôi khoan cái từ, có khi nào Phong không thích mình sao mà Phong thích nhiều người không? Trời ơi, ủa có luôn hả? Không thích nhiều người vậy luôn hả? Đáng sợ vậy. Đâu làm gì có, Phong là Phong thời luôn á. Phong chỉ thích mình sao thôi. Ai thích ai hả? Qua xem thử qua. Trời ơi trời, Phong cần. Không là thời là không, Phong chỉ thích mình Sam thôi. Sam ơi, gì đây? Ủa gì đây? Dễ thương vậy. Đây là những bạn fan. Trời ơi, đây nè, nhìn nè. Bên đây là những bạn fan nam nè, còn bên đây những bạn fan nữ nè. Ôi quá trời fan luôn. À, hiểu rồi bạn ơi. Vậy là trong trái tim của Phong là luôn luôn có những bạn fan nha. Đó, Phong lúc nào cũng gọi là yêu quý mấy bạn fan hết. Ghê ta. Trời ơi, tôi thành fan nam luôn á. Đây, tôi sẽ là fan ông, fan nữ qua đây. Đó, fan nữ, đó, đây, fan nữ okay. Nè, fan nữ nè, fan nam bên kia kìa. Thì thật sự luôn á bạn, mình thật sự là mình trên đời này, mình là mình yêu fan nhất luôn trên đời luôn bạn. Nhiều khi là mình yêu fan hơn cả Sam luôn á, tên ông Sam. Cái gì? Là sao? À, tôi giỡn. À, tất nhiên là tôi yêu fan với yêu Sam bằng nhau, được chưa? Được chưa? Rồi, ok. Thì nói chung á là mình rất là cảm ơn mấy bạn, bởi vì mấy bạn luôn luôn ở bên cạnh mình và Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team. Mình hy vọng rằng mấy bạn sẽ luôn luôn ủng hộ bọn mình như thế này mãi luôn nha. Yêu mấy bạn nhất trên đời này luôn á. Yêu 3.000. Yêu 3.000 luôn. Ok rồi, nhưng mà sao đông quá ta. Tính ra trong đây cũng đông hơn chứ. Cũng hơn 1.000 người luôn á Sam. Mình đi qua bên cái trái tim tiếp theo đi, chứ ở trong đây tôi thấy ngợp quá. Đông quá. Nhiều người quá trời luôn. Ok thì thôi thôi. Tạm biệt các bạn nha, mình đi đây. Tạm biệt bye bye bạn nha. Ok rồi, tiếp theo là gì đây? Ui. Trời ơi. Sao mới nhìn nè. Trời ơi. Ê, cái phòng tôi kim cương được chừng chút ép là phòng ông là chạy ngập tràn trong kim cương biển lửa luôn. Trời ơi, bạn nhìn nè, phòng của Phong tiếp theo là Phong rất thích kim cương nha bạn nha. Đúng y hệt luôn nè. Phong là một người phải nói là gọi là sao ta, nếu mà nói đúng ra Phong là một người hơi ham tiền xíu bạn, tại vì Phong là một người rất thích tiền, rất thích kim cương. nhưng mà thật sự là tiền mà ai mà không mê đúng không bạn? Trời ơi, ai mà không mê tiền thì thôi cho Phong không xài giùm cho. Tôi mê mà tại vì tiền mới mua được đồ ăn chứ đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, có nhiều bạn á cứ vô kêu Phong là ủa anh ơi, anh là YouTuber mà anh cũng cần tiền nữa hả? Mình kiểu ủa gì vậy em? Tính ra là anh là YouTuber thì anh cũng phải cần ăn chứ bộ, YouTuber đâu có hết không khí sống được đâu em, cho nên là cũng phải cần tiền để mua đồ ăn chứ đúng không? Quá trời áo luôn. Sao mày, ở đây có giáp kim cương nè, sao để tôi lấy tôi mặc vô. Ồ, có vương miện luôn bạn ơi. Đây tôi lấy dân miện thôi, tôi lấy vương miện đồ cho xịn. Đó, đẹp quá. Vậy là bây giờ là Phong mà biết là trong team Phong tiếp theo là sẽ có gọi là kim cương các bạn ạ. Ủa mà mấy cái rương gì ta, sao nhiều quá vậy? Ủa xem coi. Biết đâu. Oh my god. Ôi ông ơi, sao trong team ông giàu vậy? Trời ơi giàu quá trời ơi. Tôi quyết định là Phong ơi, tôi ở trong này tôi cắm trại trong này để tôi gọi là sống trong sự giàu sang phú quý. Không được nha. Tại sao vậy hả? Ờ mà khoan, cũng được. Tính ra Sammy ở trong trái tim của mình luôn cũng được mà. Trời ơi. Ok. Thôi trả đồ lại tôi. Trả đồ cho tôi rồi. Ai cho bà ủa, lấy vô tự được mang theo, tự được mang theo chứ. Trả không hả? Được không được, trả lại tôi cái này đồ của tôi, ai cho đem theo bà đợi. Vô đây rồi, nó trả
Đây rồi, các bạn nhìn nè, này trong đây của mình là có, trong trái tim của mình là có kim cương nè, giáp kim cương nè, rồi có thêm cả gì ta, mấy cái rương kho báu nữa bạn ơi, quá trời vàng luôn, kiểu luôn, trời ơi, tôi thề luôn á. Vàng bạc, tính ra ông gọi là vàng bạc châu báu kim cương nè, trời ơi hay chưa? Đúng rồi, luôn. Trời tính ra là nếu như mà mình mà lấy hết đống kim cương trong trái tim của mình để mình xài chắc mình trở thành tỷ phú luôn các bạn. Nhưng mà rất tiếc cái này chỉ là trong trong trái tim của mình thôi, mình không lấy ra ngoài được bạn ơi. Buồn quá. Buồn quá. Thôi được rồi. Tỷ phú chứ, buồn quá. Ok, đi qua bên gọi là gì ta, ngăn tim tiếp theo nha các bạn nha. Ok rồi. Cái này là gì ta? Để coi. Trời ơi. Đúng ý tôi luôn. Đúng không? Trong tim tôi cái là tôi đoán rồi, tôi lấy cái là đồ ăn nè. Quá trời đồ ăn luôn, buffet hải sản quá trời. Cái gì trời ơi các bạn ơi, bạn nhìn nè, từ bánh kem cho đến trái cây, gà quay đồ cái kiểu có hết trơn luôn, bánh kẹo. Ở bên đây có thêm trái cây nữa nè. Ôi, tính ra sao tôi để trái tim của tôi đầu tư quá ta. Có in thêm hình trái, mấy cái trái cây lên trên tường. Trời ơi, đây là trí tưởng tôi ông bay xa bay cao không? Tôi nói là đúng không? Đó hèn gì lý do ông béo vị này đó. Quá trời đồ ăn nè. Ủa tôi béo kệ, tôi tính ra tôi cũng có tập luyện giảm cân rồi, tôi giảm cân được rồi chứ bộ. Các bạn biết không, ngày xưa các bạn là Phong rất là ốm luôn, nhưng mà từ khi mà Phong quen Sam các bạn, xong Sam bắt Phong ăn quá trời á, xong đầu Phong biết Phong mập như heo luôn. Sao không tin sao tại bài tại ai đây sao, ở chỗ sao? Này là có bánh mì nè, có kem nè, rồi có tôm nữa nè bạn. Wow, mình thích ăn tôm lắm. Có cá nè. Quá trời cái luôn á. Cái gì cũng có luôn á. Không nhiều biết có sự. Bạn nào thích ăn cá giống như Phong không, mấy bạn biết không? Lúc mà Phong còn nhỏ là Phong không thích ăn cá đâu. Lúc còn nhỏ là mẹ Phong hay nấu gọi là gì ta, thịt này với lại cá, tại vì á là cá thì ba Phong rất là thích ăn. Mình không hiểu sao nhưng mà người lớn lại thích rất là thích ăn cá luôn bạn ơi. Còn mình á thì lúc còn nhỏ mình chỉ thích ăn thịt heo kho, xong đầu mình chang nước tương mình ăn thôi ạ. Thế chứ bây giờ ông nghĩ chang heo luôn, ăn thịt heo nhiều quá thử ăn heo. Hồi nãy tôi thấy bà kêu tôi giống heo hơi bị nhiều nha Sam nha. Nhanh nha. Giống quá trời đó mấy thằng fan, tự comment coi Phong chứ còn không tự giống heo không. Comment đi cho mình đỡ rẻo tức nè. Comment đi mấy bạn. Giống heo. Trời ơi. Nhưng mà bạn khi mà Phong lớn lên á thì Phong lại gọi là hết thích ăn thịt đấy bạn ạ. À không, phải nói đúng là Phong vừa thích ăn thịt mà Phong vừa thích ăn cá luôn bạn ơi. Tại sao biết sao không? Tại vì cá ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Cho các bạn hãy nhớ ăn thật là nhiều cá nha. Người ta kêu ăn cá là người ta bổ mắt đúng không ta? Giúp cho bạn tinh mắt hơn á. Ăn cá lại bổ sung thêm chất cá, đúng không? Chứ ăn nhiều quá cũng không tốt. Được chưa? Thôi nói chung là ăn cá rất là tốt với sức khỏe vậy đi. Ok rồi. Ở đây là có tôm hùm nè. Ui trời ơi, nhiều đồ ăn quá ta ơi. Tôi ăn được không ta? Ơi mà khoan, chắc không ăn được ha. Cái này đồ ăn ở trong trái tim tôi mà, chắc tôi không ăn được đâu. Đúng rồi, có ăn được đâu. Trời ngắm thôi, đồ giống kiểu đồ để chân á, phải không? Có ăn pizza gì đâu. Nè, nước ngọt nè, tùm lum luôn. Còn bên đây là gì đây? À bên đây là trái cây nè. Đó, bên đây là có bắp nè, táo nè, lê nè, cà rốt nè, chuối nè. Ui nhiều món ghê luôn các bạn ơi. Hay. Thôi, hàng gì? Mình có một cái phong, tâm hồn phong, ăn phong, uống. Tôi phát hiện ra chỗ này giống cái gì rồi Phong. Hồi giờ tôi nghĩ hồi trừ không có ra, bây giờ mới ra chỗ này giống siêu thị á Phong. Sao? Ừ, ha, tính ra Sammy nói mình cũng để ý bạn ơi. Mình thấy trái tim của mình giống y như một cái siêu thị với bạn. Cái gì đâu quá trời đồ luôn. Nào là bánh kem, nước ngọt, trái cây, đồ tùm lum la. Cái gì cũng có. Đáng sợ quá. Được rồi, chúng ta cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nào. Ơ mà Sammy, sao mà căn phòng tiếp theo này tôi thấy cái cửa nó nhìn đặc biệt của ta. Cái cửa này hình như nó đẹp hơn cái cửa bên kia. Cái cửa kính mít này là chắc chắn có cái gì đó đặc biệt ở Phong, nó mới làm cái cửa kiểu này không? Mình hiểu rồi bạn ơi, vậy là cánh cổng tiếp theo chúng ta đi qua, chúng ta sẽ biết được rằng là thứ mà Phong thích nhất ở trong trái tim Phong là gì. Ok, không ta. Biết rằng là điều Phong thích nhất trong tim là gì ta? Điều Phong luôn giữ kính trong tim. Là gì ta? Tôi biết nè, đó bên trong, bên sau cái cửa này đó chính là cái bánh kem siêu to khổng lồ. Chắc chắn luôn, không thể tao tao. Tôi ham ăn thiệt á, nhưng mà tôi không có thể nào mà thích đồ ăn nhất trên đời được. Để xem coi Phong thích cái gì nhất nha các bạn nha. Ok, đi qua thử xem coi. Rồi vô ăn. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. ngại quá. Ôi, hình trời ơi. Đây. Gia đình nhỏ của tụi mình. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, ở đây là có mấy tấm hình của mình với lại Cam với lại Bông với lại Sam nữa bạn. Đây. Ui, dễ thương, nhìn, dễ thương. Nhìn Bông sợ, có nhìn Bông như bị ép chụp ảnh đó Bông, SOS. Mấy bạn nhìn khuôn mặt của bé Bông kiểu SOS. Cứu tôi với, SOS. Trời ơi, bị ép chụp ảnh rồi, cứu. Ok, thì ở đây là bé Cam là đang nằm ngủ nữa bạn ơi, thời luôn á. Mỗi lần mà chụp ảnh trong giới bé Cam bạn khó cực kỳ luôn, tại bé Cam nó khó chịu lắm bạn ơi. Nó không có dễ thương như Bông đâu.
bông hiền lắm, bông đúng hiền rồi. Khô à. Bông là một con mèo rất là kiểu gọi là thân thiết với con người luôn nha, còn Cam nó hơi khó chịu bạn ơi, chắc tại nó già. Nhìn cái mặt của bông là biết thân thiết rồi. Đúng rồi, nhìn cái mặt của nó là biết thân thiện các bạn ạ. À. Thân thiện dễ sợ okay. Nha. Rồi, ở bên đây là bên đây hình ai vậy ta? Bên đây hình ai lão vậy? Bên đây nè, hình ai lão vậy? Trời, cái gì vậy? Ai biết gì đâu? Ai biết gì đâu nha, hình ai lão quá. Ai biết gì đâu, biết gì đâu. Đó, thì trong trái tim của Phong là có ai thì chắc các bạn tự biết ha, các bạn tự biết nha, chứ Phong không nói đâu. Ok. Còn ở bên đây nè bạn, là tấm hình mà người ta cái MV mà lần trước Phong viết một cái bài rap tặng cho Sammy nữa bạn. Mấy bạn nhớ cái bài rap này tên là gì không? Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Nào nhớ comment đi, bạn có 5 giây nè. Liền. 5, à. 4, 3, 2, 1. Rồi, mấy bạn biết bài gì chưa? À, đúng rồi, bài này chính là bài Anh Hứa Là Yêu nha bạn nha. Bài này bài rap mình viết tặng cho Sammy đó. Đây, đây tấm hình. Mà sao nhìn cái mặt tôi nhìn nó cứ gọi là ngáo ngáo hay đáng sợ đúng không? Đáng sợ đúng không? Nhìn sợ sợ. Nhìn biết nhìn, sao không? Nhìn ông cứ chỉnh răng sáng nào? Quá không? Nhìn ông chỉnh răng sáng quá, tượng quảng cáo Colgate. Nhìn giống quảng cáo kem đánh răng á bạn. Trời đúng ơi trời. Chàng ok, luôn, thôi được xanh rồi. Luôn nói quá. Chung á là đây là căn phòng mà Phong thích nhất các bạn ơi. Tính là Sam để ý không? Căn phòng này nó có màu hồng luôn Sam ạ. Màu hồng. Ồ. Màu hồng. Trời ơi. Đẹp nha bạn nha, đẹp nha. Tình yêu màu hồng, tình yêu màu hồng, hiểu không? Đó, rồi đó. Ok, rồi thì đây chính là căn phòng mà Phong thích nhất nè. Thì chắc căn phòng này căn phòng cuối cùng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với căn phòng mà Phong ghét nhất. Trái tim màu đen nha bạn nha. Ghê quá. Rồi, ok các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với trái tim màu đen, trái tim những điều mà Phong không thích đó. Ok, không biết nó là gì đây. Tự nhiên ông nhắc cái tim màu đen, tôi thấy tôi rung rợn cả người luôn, không biết ông ghét cái gì luôn á. Sợ tôi, bản thân tôi còn thấy sợ nữa mà, tôi không biết nó sẽ là cái gì đây. Ok, bây giờ mình qua thử nha. Ok, căn phòng đầu tiên. Cái gì đây? Ủa cái gì bên đây nhiều Phong cận vậy? Trời ơi, ủa gì vậy? Ủa cái gì mắc cười? Có gì đâu mắc cười? Phong cận heo nè. Ủa cái gì mà sao tự nhiên ở trong đây đặt tên mình là Phong Heo vậy? Ủa tính ra tôi là Phong Cận mà chứ phải Phong Heo đâu. Ủa hóa ra Phong Cận cũng sợ mập hả? Tưởng Phong Cận thích gọi là mập mạp đáng yêu dễ thương mà ta. Sao ủa à hiểu rồi bạn ơi, vậy là lần trước á Sammy á thì Sammy sợ nhất là bị lùn đi các bạn ạ. À. Còn Phong thì Phong sợ nhất là bị mập nha các bạn. Trời ơi nhìn nè cái gì đâu mà mập quá vậy bạn, giảm cân đi bạn ơi. Còn cái con heo này là gì? Ơi Sam ơi, mấy con heo này nó có tên là Phong Cận luôn nè. Trời ơi Phong ơi, tôi biết rồi là kiếp sau mà ông chịu kiếp là ông mới thành con heo Phong. Trời ơi ơi vô duyên vô duyên. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi bạn ơi. Mấy bạn biết tại sao mấy con heo trong đây nó lại có tên là Phong Cận không? Là bởi vì bà Sammy bà cứ hay chọc mình là Phong Heo riết các bạn, cho nên là mình bị không thích cái điều này luôn á bạn. Giống như lại hồi nãy tính ra bên căn phòng đồ ăn á, Sammy cũng chọc mình hoài, bạn thấy không? Sammy cứ chọc mình là Phong Heo. Đó, đây chính là điều mà Phong không thích. Ủa, tôi ghét hả? Tôi tưởng ông thích chứ, ông thích tiêu cơ, tôi kêu ông bằng heo mà dễ thương mà. Vô gì? Ủa mấy bạn ơi, mình hỏi bạn nha, bạn có thấy ai mà thích khi được người ta gọi bằng là gì ta, là heo không? Mập như heo, mập trời như heo. Trời ơi, bà nghĩ sao vậy? Heo. Tôi đang khen ông đó, tôi đang khen ông dù là con trai, nhưng mà tôi cũng bị tổn thương chứ bộ. Tại sao bà lại nói tôi như vậy? Trời ơi, yếu đuối với con như bông bóng vậy. Trời ơi, mà nhìn nó mắc cười quá, béo lên nhìn mắc cười luôn á. Ê, bà nhìn cái khuôn mặt của tôi đúng buồn luôn á, nhìn nè, đúng buồn. Bị mập cho nên đúng buồn luôn á. Ok, thôi không sao bạn ạ. Nói chung là chúng ta sẽ cố gắng giảm cân nha các bạn nha. Đó, ăn no xong rồi phải nhớ tập thể dục thể thao để gọi là giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Chứ các bạn đừng có để bị thừa cân nha. Thừa cân sẽ rất là nguy hiểm đến sức khỏe của các bạn luôn á. Cho nên hãy nhớ là đúng tập rồi. Thể dục thể thao thường xuyên nha các bạn nha. Ok. Thể dục thể thao sức khỏe dồi dào đó. Rồi ok. Bây giờ đến với căn phòng tiếp theo nào. Hey. Cái gì vậy? Ủa sao căn phòng tiếp theo không thấy gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa ít sắc ớt. Ủa Sam ơi, ở bên dưới có mấy con gì mà thấy nó xanh đỏ tím vàng vậy? Ủa từ để tôi phóng to tôi xem coi. Không biết hả? Trời ơi cái gì? Ớt, trời ơi dễ thương quá. Trời ơi cái gì mà nhiều ớt, nhiều cốc quá vậy các bạn ơi, bạn nhìn. Trời ơi, đáng yêu quá Phong ơi, xuống đây heo đừng ơi. Con này nè. Heo ơi,
ghê quá. Trời ơi bạn ơi, đúng rồi, Phong là trong trên đời này Phong sợ nhất là sợ con cóc mấy bạn ơi. Phong sợ cóc lắm. Ai ghê quá. Trời ơi, con trai con người con trai ngơ gì đâu mà sợ cóc là sao vậy? Không có mạnh mẽ với nhìn tôi nè, tôi có sợ gì đâu, tôi nhìn tôi còn thấy dễ thương đó nè. Dễ thương gì mà dễ thương, trời ơi nhìn bằng nó kìa, nhảy nhảy tưng 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 nhìn nó ghê với mồ à. Không biết có bạn nào giống Phong hay không, chứ Phong là Phong rất là sợ cóc luôn nha các bạn nha. Các bạn biết tại sao không? Tại vì lúc nhỏ Phong có một người chú, thì chú này của Phong á cứ hay chọc Phong bảo rằng là con có biết không, con mà đụng vô con cóc á thì trên người của con sẽ nổi mấy cái cục giống y hệt như là mụn cóc gì đó, rất là ghê luôn. Trời, thế là mình nghe xong mình sợ từ đó đến giờ luôn bạn. Cho nên đó là Phong ám ảnh mấy con cóc lắm luôn á. Sợ lắm. Quá sợ lắm. Mà tôi tưởng con cóc đụng mà mình sẽ biến thành siêu nhân cóc chứ. Lao lao mà làm cái người nhện vậy, ghê quá. Trời ơi, bây giờ có gì sợ hết liều liều. Bây giờ mình phải đi qua đó thôi bạn, sợ quá. Ôi, đây mình phải sẽ vừa đi mình vừa kể cho bạn nghe một câu chuyện nha. Thì lúc mà Phong còn nhỏ bạn, thì Phong đã từng gọi là trong một lần Phong đi tắm á, thì Phong đã vô tình gọi là bị người ta đè bẹp trúng một con cóc các bạn ạ. À, cho nên con cóc nó bị bẹp lép luôn. Thế là Phong rất là sợ luôn, từ đó Phong sợ cóc luôn á bạn. Ôi, nghe thằng chi dùng sợ cóc là phải rồi. Ôi, đi qua. Ây, ây, ây. Ôi no, xong rồi, cứu tôi với. Ây, ghê quá à. Chạy ra, chạy ra. Ây, nó nhảy vô người tôi, nhảy vô người tôi nè. Nó nhảy vô người tôi nè, xong rồi. Nè, tôi nè, tôi với Phong, Phong là cái này, lấy cái này, lấy cái này. Đây, đây, coi gì cứu tôi không, tôi sợ quá. Rồi xong, rồi, tôi xỉu đây. Trời ơi, Phong ơi. Tôi xỉu rồi, tôi xỉu rồi. Đừng có lại gần tôi. Nếu không là ông sẽ biến thành người cắt hóa Phong, nhanh lên tôi đưa cho ông nè. Ghê quá, tôi không dám di chuyển luôn, tôi phải bò qua bọn nó nè, tôi không dám di chuyển. Ê, nó nhảy vô người tôi, ấy nó nhảy vô người tôi, em ghê quá. Ôi ghê quá, đây tôi đưa. Tôi đem đồ kìa, xuống lên. Ê, Sam ơi, có con cóc nó hung tôi rồi Sam, ghê quá. Eo ơi, ghê quá. Ôi, tình cảm quá. Ghê quá, mấy con cóc nó tránh xa ta ra đi. Leo lên, lên. Sợ quá, đáng sợ quá. Ê, 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 té, té. Leo lên, lên, lên. Thôi, ta đi đây, tạm biệt mấy con cóc xấu xí, đáng ghét. Trời, mấy bạn nhìn nè. Nó còn nhìn mình nữa, bạn này coi nè. Ghê quá. Eo ơi, sợ thật sự luôn á. Vậy sao? Ai? Cái gì vậy Sam? Sao Sam đẩy bóng xuống? No, no, no. Leo lên, leo lên. Ai? Ghê quá. Lên 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 lên. Sammy quá đáng thật sự bạn ơi. Sammy đúng là quá đáng thật sự luôn á. Đẩy mình xuống nữa. Ok, lên lên. Trời ơi, con trai đâu mà sợ cóc. Trời ơi, nhục chưa? Nhìn sợ tôi nè. Sao sợ? Yeah, cóc đẹp quá. Mấy bạn ơi về nhà chơi mình không? Mình ôi chơi bạn nè. Đi làm bạn mình đi, thấy chưa gì đâu. Ơi, thấy ghê quá. Sammy đụng vô người bằng nó đi ha. 21 cái người Sammy mà mọc mấy cục mà mụn mụn cóc đó, đừng có khóc nha. Trời ơi, chắc tôi sợ ha. Trời ơi, ok thôi mình sẽ đi bộ từ từ qua bạn ơi, kinh dị quá. Đi bộ qua luôn á, ông đi bộ, trời ơi chừng nó mới tới. Tôi bị sợ quá. Chạy đi okay. Chạy chi. Chân tay tôi rung bật bật luôn rồi đó, ghê quá. Ok thôi, tạm biệt các người, ta đi đây. Ok, đi qua căn phòng tiếp theo nào. Trời, cái gì đây? Cái gì vậy? Sammy ơi, ủa? Qua đây coi nè. Cái gì vậy? Tôi không vậy, trời ơi. À, tôi hiểu rồi bạn ơi, đây chính là căn phòng cuối cùng mấy bạn ơi. Sợ Phong đây hả? Mấy bạn có biết nỗi sợ của Phong tiếp theo là gì không? Mấy bạn đó thử coi nỗi sợ tiếp theo của Phong này là nha, gì. Ông kia nha, ông dám bêu rếu xấu chứ bạn có thằng ba tôi à. Tôi hiền gần chết, tôi hiền như một cô mà là cô tắm nha, tôi đâu có dữ dằn đâu. Cái là do ông làm tôi tức giận thôi chứ tôi không bao giờ đánh ông đâu. À, ok, Sammy hiền quá ha. Nè bạn nhìn là đây chính là nỗi sợ nhất của Phong nè bạn, hãy thấy không? Đây, Sammy đang giơ một cái nắm đấm ra chuẩn bị đấm Phong nè bạn. Đấy. Mấy bạn biết không? Bình thường ở nhà bà Sammy bà hay ăn hiếp mình lắm mấy bạn ơi. Bà quýnh mình hoài à, bà suốt ngày gọi là bà nhéo lỗ tai mình nè. Rồi sau đó bà tàn gọi là hay gọi là đánh mình nữa. Mình rất là sợ Sammy, mỗi lần Sammy nổi giận luôn bạn. Trời ơi. Đấy không? Trong game vẫn đánh mình. Trong game vẫn đánh mình nha. Cái này là đánh thương rồi đúng không? Ok, đánh thương hay lắm. Mấy bạn coi đánh thương mà mình nâu mắt luôn các bạn đó. Đánh thương hay lắm. Ok. Đấy. Ôi. Thì nói chung với bạn là nỗi sợ nhất của Phong mà Phong chỉ sợ là sợ Sam nhất nha các bạn nha. Ok. Trời, hóa ra nỗi sợ của ông là tôi hả? Tôi không biết luôn á. Trời ơi. Trên đời này tôi có thể sợ ma, tôi có thể sợ cóc, nhưng không bao giờ tôi sợ những con đó bằng sợ Sam mấy bạn ơi. Sam là tôi sợ nhất nha bạn nha. Sam mỗi lần mà giận lên á là hơi bị kinh dị luôn bạn. Sammy mỗi lần mà giận dữ lên là Sammy hơi bị kinh dị luôn á. Nhưng mà bây giờ ông sợ tôi mà chàng. Ông có thương tôi không hả? Hả ông vậy? Có sợ tôi nhưng mà ông có thương tôi không hả? Thương hay không thương nhưng mà vẫn sợ mỗi khi Sammy hung dữ đó. Ok vậy đi. Ok bạn ơi, vậy là coi như mình với lại là Sammy cùng với lại tất cả các bạn chúng ta đã cùng nhau
nào khám phá bên trong trái tim của Phong có gì rồi đúng không? Thì các bạn có thể thấy là Phong là một người gọi là thích Sam nhất và cũng là sợ Sam nhất luôn nha các bạn nha. Đó, hóa ra là quanh tôi luôn á Phong, sợ và thích là điều đó của tôi hết luôn á. Đúng là rồi. Vì tôi hết luôn á. Đúng nghe rồi. Tất nhiên rồi, ai mà không sợ nóc nhà đúng không các bạn? Đó. Thì ok, thì mấy bạn có cảm thấy thích gì ta những cái căn phòng bên trong trái tim của Phong hay không? Thì bạn hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho Phong biết nha. Và mấy bạn có muốn Phong đi khám phá trái tim của ai tiếp hay không? Hãy nhớ bình luận luôn cho mình biết nha. Mình sẽ đi khám phá trái tim của Kyron, Simmy, Mr. Dịch, Camui hay là Siro gì đó. Ok, nếu bạn muốn thì mình sẽ khám phá nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy coi bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Quýnh hoài vậy.